Phía trên những tán lá cây rậm rạp, trăng tròn dường như treo nặng trĩu cả bầu trời đêm. Bên dưới, những cây cọ sẫm màu được trang trí tô điểm bởi thân dây nho, dây leo quấn quanh và đứng im lìm trong cái không khí ẩm ướt. Xung quanh, lũ côn trùng nhiệt đới kêu râm ran trong những bụi rậm. Một buổi đêm yên tĩnh và tối tăm ở đây, một nơi cách rất xa thành phố, ở một trong những tỉnh xa xôi nhất, hẻo lánh nhất của Philippines. Thật khó để có thể tìm thấy bóng dáng ai đó lảng vảng bên ngoài trong lúc đêm khuya như thế này. Người phụ nữ trẻ đang vội vã về nhà với chiếc đèn lồng trên tay, soi sáng đoạn đường tối tăm mờ mịt phía trước. Phần bụng phồng lên đôi chút cho thấy rằng cô đang có thai, ít nhất là vài tháng. Cái bụng lớn này khiến cô khá khó khăn để giữ thăng bằng. Cô đã phải rất cẩn thận để khỏi bị vấp ngã. Đáng lẽ một người phụ nữ như cô ấy không nên ở trong tình cảnh này, không nên ra ngoài lúc đêm tối, lại càng chẳng nên phải hoàn thành việc vặt trong nhà muộn như thế này. Nhưng mà phải hoàn thành công việc bất kể thế nào đi chăng nữa, cô kẹp một giò đồ giặt ướt sũng trên một tay. Cô đang trở về nhà sau khi giặt rũ mớ quần áo của mình trên sông, và đáng lẽ cô đã ở nhà từ lâu rồi, trước khi trăng lên, nếu sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn. Tiếc là cô đã dành quá nhiều thời gian để tán gẫu mấy câu chuyện tầm phào với mấy bà cô làng bên, thay vì bắt tay vào chà sạch đống quần áo bẩn thỉu của mình trên các tảng đá. May mắn thay là nhà cô ấy trong làng không cách quá xa dòng sông, nên chỉ cần lo lắng về việc tệ nhất có thể xảy ra là cô ấy sẽ sảy chân khi đi qua một cái rễ cây hay cục đá nào đó trong lúc trời đã tối đen như mực. Nhỡ chẳng may gặp chúng con thú săn đêm nào đó, thì cô nghĩ cô sẽ chẳng có chút cơ may chạy trốn nào cả. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và mồ hôi tuôn ròng ròng trên trán cô. Tất nhiên là không có cơ hội nào cả. Cô không hề có lòng tin chạy trốn, và thực tế là càng lúc cô càng lo sợ hơn khi loạng choạng xuyên đi trong bóng đêm này. Mối đe dọa không chỉ đến từ các loài thú vật hoang dã. Cô nhớ những câu chuyện thời thơ ấu mà mẹ cô hay kể, tất cả về những con quái vật siêu nhiên độc ác tồn tại trong khu rừng này. Thôi nào, tất nhiên là mấy câu chuyện đấy chỉ được tưởng tượng ra để hù dọa lũ trẻ con mà thôi. Bây giờ, cô ấy đã là người phụ nữ trưởng thành và sắp chào đón đứa con của mình. Đáng lẽ, cô ấy không nên sợ hãi. Cô ấy chỉ cần ngẩng cao đầu và chắc chắn cô ấy sẽ về nhà an toàn thôi. Ánh sáng chiếc đèn lồng hắt lên một hình nhân đứng bên dưới một tán cây catmon. Người phụ nữ giật mình, suýt nữa làm rơi giỏ đồ giặt. Cô nén lại tiếng hét thất thanh của mình khi nhận ra rằng những gì mình nhìn thấy không giống là một con thú hoang dã mà dường như là một hình người. Người phụ nữ run rẩy cất tiếng nói: "Ồ, xin lỗi, tôi không nghĩ là có người khác sẽ vẫn ra ngoài muộn như thế này. Tôi cứ tưởng là con thú hoang nào cơ." "Đừng lo lắng, bé con." Bóng dáng đó cất tiếng nói với chất giọng nhẹ nhàng, trầm lắng. Người đó bước tới và người phụ nữ trẻ nhận ra bà ta. Đó là một bà lão lớn tuổi trong làng với tấm lưng đã còng và mái tóc dài màu trắng rối bù xõa tung trên vai. Người phụ nữ trẻ đột ngột cảm thấy nỗi lo lắng không tên khi bắt gặp một người cùng làng nơi rừng rậm giữa đêm khuya như thế này. Nhiều đứa trẻ trong làng thì thầm rằng bà ấy thực sự là một mụ phù thủy có tất cả các loại sức mạnh siêu nhiên kỳ dị. Thậm chí một số người già trong làng còn sợ dính lời nguyền nếu đi ngang qua mặt bà ta. "Giờ này con còn đi đâu vậy? Đang bầu bí như này thì đừng làm việc quá sức con như thế." "Con chỉ đang về nhà thôi." Người phụ nữ trẻ vừa lắc lắc giỏ đồ nhấn mạnh vừa nói. "Đi ra ngoài một mình lúc muộn thế này nguy hiểm lắm đấy. Rồi, để bà đi cùng con về nhà đi. Nhiều người, nó an toàn hơn. Con biết mà." Cảm ơn bà." Kỳ thực người phụ nữ trẻ muốn từ chối sự giúp đỡ này. Cô ấy không cần ai giúp đỡ đưa về nhà cả. Cô ấy thậm chí không muốn lảng vảng quanh bà lão này một phút giây nào hết. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng khá là chần chừ khi nói ra lời xúc phạm nào đó. Sau cùng, dù chả tin tưởng về câu chuyện phù thủy và cũng không muốn chấp nhận đề nghị này lắm, nhưng mà sự thật là cô ấy cũng khá sợ cô độc một mình trong bóng đêm. Dù là một bà già kỳ lạ bầu bạn thì cũng tốt hơn nhiều chứ. "Con có bầu bao lâu rồi, con gái?" Bà lão vừa hỏi, vừa đặt một bàn tay lên trên cái bụng hơi nhô ra của người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ trẻ nhăn mặt lại vì không hề thích việc bà lão tự tiện đụng chạm vào không gian riêng tư của mình như thế này. Đôi bàn tay của người phụ nữ già nhăn nho và gân guốc, toàn những vết đồi môi và đầu ngón tay là móng vuốt xương sầu. Người phụ nữ trẻ suýt nữa khóc thét lên khi nhìn thấy chúng, nhưng cô đã cố gắng cắn lưỡi, nén lại. Thay vào đó, cô trả lời câu hỏi thăm dò của bà lão một cách bình tĩnh và lịch sự nhất có thể. "Rất tốt, rất tốt." Bà lão dương đôi mắt đục ngầu, chăm chăm nhìn và không rời bàn tay xoa xoa bụng của người phụ nữ trẻ, giống như muốn moi móc thứ gì đó ra khỏi đó. Bà lão phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ trong cuống họng, như thể đang liếm môi thèm thuồng trong cơn đói, nhưng thật khó để có thể thấy rõ ràng trong đêm đen như thế này. Người phụ nữ trẻ chỉ có thể gật đầu trong sự bối rối
rồi cô nhanh chóng tăng tốc độ của mình lên, hy vọng có thể sớm về nhà một chút. Chỉ khi đó cô mới có thể né xa người đồng hành không mong muốn này của mình. Người phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ nhịp chân và tay bà ta tóm lấy tay người đồng hành trẻ tuổi, giữ thật chặt. Sức mạnh của đôi bàn tay này rõ ràng không phù hợp với một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ yếu đuối như này. Và dù một lần nữa, người phụ nữ trẻ tự hỏi liệu có thể tồn tại thứ sức mạnh siêu nhân nào bên trong mụ già quái gở này không? Cố gắng tránh thoát khỏi tay bà ta, nhưng móng vuốt dài đó cắm thẳng vào da thịt cô một cách tàn nhẫn. Cứ như thể bà lão đang âm thầm cảnh cáo cô, đừng hòng trốn, mày quá yếu ớt để thoát khỏi tay tao. Như thể đang nói chuyện với chính mình, bà lão thầm thì, trong bụng con là cái bọc nhỏ bé ngọt ngào đấy, cha cha, một cái nặng ngon nghè đó chứ. Người phụ nữ trẻ biết rằng bà ta vẫn đang nói về đứa con chưa chào đời của mình, và tất cả những lời lẩm bẩm này chỉ khiến cô ấy lo lắng. Họ cứ tiếp tục bước đi. Người phụ nữ trẻ kiên quyết nhìn chằm chằm vào vòng tròn ánh sáng nhỏ của chiếc đèn lồng đang hắt lên con đường phía trước, làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để không phải nhìn vào bà lão kia, để kìm nén câu la hét của mình. Tại sao cô ấy lại lo lắng như vậy? Còn tệ hơn nữa là liệu bà già kia có cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình không? Người phụ nữ trẻ đã nghe đồn rằng các mụ phù thủy rất dễ cảm thấy bị xúc phạm, và đó là điều cuối cùng cô ấy cần biết lúc này. Cô thì tiếp tục bước đi, bà lão thì cười khúc khích rồi thì thầm và lải nhải bên tai cô những câu hỏi kỳ quặc về việc mang thai của cô. Ăn uống tốt chứ? Con có ăn uống đàng hoàng không? Con phải nhớ kỹ là để em bé sinh ra mạnh mẽ và khỏe khoắn thì con phải cho ăn đúng. Quan trọng lắm đấy. Dạ dạ, người phụ nữ trẻ lắp bắp. Cô ấy thực sự không cần mấy lời khuyên vô nghĩa này. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngôi làng lần nữa. Tạ ơn trời đất, cô ấy nghĩ, cuối cùng thì cũng tới nhà rồi. Cô ấy chỉ có thể hy vọng bà lão sẽ hiểu ý và để cô ấy một mình khi tới cửa nhà mình. Cô tự hỏi liệu bà ấy có cố gắng đi vào nhà mình hay dụ dỗ mình tới một nơi nào khác không đây? Nhưng mà cô có thể làm được gì? Tất cả những gì cô ấy có thể làm bây giờ là tiếp tục đi bộ về nhà và mong rằng mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Có mỗi mình con thôi nhỉ? Chà, đứa bé có trong ảnh không hả? Nào này, bà thấy con có qua lại với thằng nào đâu nhỉ? Mụ già tiếp tục lên thuyên. Điều này thực sự bắt đầu chọc điên người phụ nữ trẻ, đủ để cô ấy gần như quên đi nỗi sợ hãi của mình. Người phụ nữ trẻ buột miệng nói, không, chỉ có mình tôi thôi. Rồi ngay lập tức cô hối hận về lời nói thật thà đó. Bà già này định làm gì vậy? Bà ta có mua đồ gì không? Bây giờ bà ấy biết rằng người phụ nữ trẻ sống một mình và sẽ chẳng có bất cứ ai xung quanh để chứng kiến âm mưu của bà già này. Bàn tay bà ta nhéo chặt cánh tay cô ấy như một lần nữa cảnh cáo. Ngôi làng yên tĩnh và tối tăm, những người khác đều đã đi ngủ rồi, chỉ còn hai người bọn họ đi trên những con đường hẹp và tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất là tiếng giòn tan của sỏi đá dưới chân họ. Đoạn đường dường như dài vô tận. Sau cùng, họ cũng tới trước cổng nhà của người phụ nữ trẻ. Cô ấy cao giọng và dứt khoát hơi quá so với bình thường. Rồi, con ở đây, nhà con ở đây rồi, cảm ơn bà đưa con về tới đây. Cuối cùng thì bà lão cũng buông lỏng tay mình ra. Người phụ nữ trẻ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô ấy ngay lập tức chạy vụt đi. Cô chà sát những vết bầm tím sâu hẳn lại trên tay do những móng vuốt xương sầu của bà già kia. Không cần khách sáo, con yêu. Bà già nở nụ cười toe toét. Một sợi nước dãi chảy ra từ đôi môi đã chảy xệ của bà ta. Hàm răng lởm chởm và sắc nhọn, vốn rất khó để có thể nhìn thấy trong bóng tối, giờ lồ lộ ra tựa như răng nanh của những con quái vật hoang dã, chứ không phải là của loài người. Chắc hẳn chỉ là chút nhầm lẫn và đôi mắt của cô ta đánh lừa trong thứ ánh sáng lờ mờ này. Người phụ nữ trẻ không thể không rụt về phía sau trong sự ghê tởm, nhưng khá may mắn là bà già kia không nhận ra điều đó vì khuôn mặt của cô đã ẩn trong bóng tối. Bà rất vui được giúp con, mong gặp lại con thật sớm. Người phụ nữ trẻ không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cô chạy vụt qua sân và mở bung cánh cửa trước cả khi bà lão quay người. Cô chạy vào trong và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng mình. Tim cô ấy đập nhanh và cô ấy thở hồng hộc. Cô còn có thể cảm nhận được cái bé trong bụng mình đang đá. Dường như đột nhiên cô bị kích động bởi nỗi sợ hãi của người mẹ. Suýt, không sao đâu. Cô ấy dịu dàng vỗ về nhẹ nhàng vào bụng mình và hy vọng rằng giọng nói êm ái của cô ấy sẽ giúp làm dịu sự kích động của em bé. Mẹ biết con đang sợ mà. Mẹ cũng sợ. Bà già đó hù mẹ sợ gần chết. Mọi người đồn rằng bà ta là phù thủy và mẹ gần như là tin nó đấy. Thật là một trải nghiệm kỳ lạ. Cô kéo tấm rèm sang một bên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà già đã đi rồi. Người phụ nữ trẻ nhìn quanh con đường nhưng không hề thấy dấu hiệu nào của người bạn kia. Cô hít thở một hơi sâu và cảm nhận sự căng thẳng dường như theo làn hơi thở mà thoát ra khỏi cơ thể.
ơn giời, tất cả đã kết thúc rồi. Cô ấy không thể giải thích tại sao cả đêm nay khiến cô ấy mất bình tĩnh như vậy. Nhưng có một điều gì đó rất nguy hiểm và thần bí toát lên từ bà lão lạ lẫm đó. Mừng là cô đã thoát khỏi bà ta rồi. Người phụ nữ trẻ cố gắng gạt bỏ toàn bộ những trải nghiệm này ra khỏi đầu để chuẩn bị đi ngủ. Đang khi cô kéo đồ ngủ của mình lên, cô giật mình khi nghe thấy một cái gì đó nặng nề và loảng xoảng va trên mái nhà. Mấy con chuột hay các động vật săn đêm khác có lượn lờ trên mái nhà vào ban đêm thì cũng là bình thường thôi. Nhưng âm thanh lần này to hơn hẳn. Chắc chả có gì đâu, cô tự nhủ khi leo lên giường. Mình vẫn bị ám ảnh đôi chút về cuộc gặp gỡ với bà già đó trên đường về nhà từ bờ sông thôi. Mình mà bị ảnh hưởng bởi mấy âm thanh nhỏ này, tất thảy mấy thứ vừa qua đã kích động thần kinh nhiều hơn mình nghĩ. Trời sáng, mình sẽ ổn thôi. Mình càng ngủ sớm thì trời sẽ càng mau sáng. Mặc dù thần kinh của cô ấy đang rối loạn cả lên, nhưng mệt mỏi sau cả một ngày dài nên không tốn nhiều thời gian để cô ấy chìm vào trong giấc ngủ. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ nhắm lại và hơi thở của cô trở nên chậm rãi và đều đặn. Những nhịp điệu êm ái của giấc ngủ có thể thấy hiện tại cô ấy đang gặp rắc rối với những giấc mơ quái lạ trong đầu mình. Nhưng với bất cứ ai khi nhìn từ bề ngoài thì cô ấy chỉ là đang ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Chìm vào giấc ngủ trên giường mình, cô không phản ứng với tiếng lạo xạo trên mái nhà nữa, không hề ý thức thứ gì đó kinh khủng đang kéo lết thân mình trên đó. Nếu có ai đó xung quanh để thấy, họ sẽ ngay lập tức nhận ra thứ trên mái đó chẳng hề là chuột. Nó là bóng dáng tối tăm với kích thước như một con người, nhưng bị cắt cụt một cách kỳ cục ở khúc nào đó. Đằng sau lưng của nó là hai chiếc cánh rơi khổng lồ đang xòe ra. Chúng mở rộng để giúp sinh vật lạ duy trì sự cân bằng của nó trên mái nhà. Nó kéo lê thân mình về phía trước, chỉ bằng cách sử dụng chi trước. Móng vuốt dài gõ lộc cộc trên mái nhà mỏng manh. Nó đang tìm kiếm một tấm ngói đủ lỏng lẻo, một cửa ngõ tuyệt vời cho cuộc đột nhập vào bên trong căn nhà phía dưới. Ngón tay của nó đã dò dẫm thấy một vết nứt. Sinh vật thở khò khè và dồn dập. Nó nghiêng mình về phía trước, đưa cặp mắt nhìn chòng chọc về phía cái nứt xuyên vào căn phòng bên dưới. Người phụ nữ trẻ đang ngủ ngay đó trên giường mình, và đó chính xác là điều mà sinh vật này đang mong chờ. Cô gái trẻ lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ, đầu óc tràn ngập những giấc mơ phiền muộn. Cô ấy hoàn toàn mù tịt, chẳng ý thức được có thứ gì đó đột ngột rớt từ khe nứt trên trần nhà, dài thườn thượt, nhớp nháp và được bao phủ bởi chất nhầy ẩm ướt đầy cộp. Hình dáng nó thì khá giống cái lưỡi đấy, nhưng không nhân loại nào lại sở hữu một chiếc lưỡi dài đến vậy cả. Nó rơi càng ngày càng tấp hơn vào phòng, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách hơn với người phụ nữ trẻ đang mộng mị trên giường. Thứ ghê tởm truyền vào sát giạt rồi vuốt ve khuôn mặt của cô, để lại một dấu nước bọt ướt sũng trên trán, và dường như cơ thể nó đang tìm kiếm một cái gì đó. Sau đó, nó cọ cọ vào môi cô ấy, và rồi chiếc lưỡi hình như đã tìm thấy thứ nó mong muốn. Ngay lập tức, nó trườn trườn, chui toạt vào miệng cô ta và xuyên xuống cổ họng cô. Người phụ nữ trẻ bắt đầu sặc, phun nước bọt phì phì và nghẹt thở, chân tay cô dãy dụa loạn xạ. Nhưng mà cô vẫn đang bị kìm chặt trong giấc ngủ không thể thoát ra. Một số cơn ác mộng dữ dội đang diễn ra trong đầu cô. Hẳn là cô liên tưởng mình đang bị chết đuối dưới sông, nghẹn đồ ăn hoặc bị siết cổ bởi một thứ quỷ dữ. Dù là ảo mộng với cái gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào kinh dị hơn thực tế đang xảy ra với cô, rằng một cái lưỡi của người ngoài hành tinh đã đâm vào cổ họng của cô ấy. Lưỡi ngày càng đẩy sâu hơn vào bên trong cơ thể cô ấy cho đến khi nó chạm được đến tử cung. Bất cứ nhà giải phẫu học nào qua đào tạo đều sẽ ngay lập tức thốt lên nghi vấn rằng làm sao mà cái lưỡi chui vào từ cổ họng mà lại có thể tiếp xúc với tử cung được chứ. Nhưng bằng cách nào đó mà điều vô lý này đã thực sự xảy ra, và chính xác là xảy ra như thế. Nó truyền cô mê cung nội tạng bên trong để tìm tới đứa con chưa chào đời của cô. Đầu lưỡi tách ra một cái hở tiết lộ rằng chiếc lưỡi là rỗng, giống như một ống hút soda khổng lồ. Nó hút đứa bé như hút chân không, hút nó lên, lên, lên nữa và ra ngoài. Dễ dàng chứng kiến con mồi đã đi tới đâu trong khúc thân đó bằng cách nhìn khúc thân dần phình to ra, dọc chiều dài cái lưỡi, như một con lợn hoang bị nuốt chừng bởi một con chăn boa. Rồi đứa trẻ đã biến mất. Lưỡi trượt ra khỏi miệng của người phụ nữ và thu lại về phía trần nhà, biến mất, trở lại thông qua vết nứt nhỏ hẹp. Lại có tiếng lạo xạo trên mái nhà, rồi tiếp theo sau là tiếng vỗ cánh mềm mại của đôi cánh da. Người phụ nữ trẻ lại chìm vào giấc ngủ sâu và yên ổn. Cảm giác ngột ngạt khủng khiếp đã qua đi, phần còn lại của đêm thật êm ái và tĩnh lặng biết bao. Nhưng khi choàng tỉnh khỏi cơn mê, ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Cô ấy thức dậy với một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong lòng mình. Có chuyện gì đó không ổn. Cô ném cái chăn sang một bên và nhìn chằm chằm vào bản thân trong cơn khủng hoảng. Con cô ấy mất rồi. Cái bụng tròn vo của cô ấy đã xẹp trở lại trạng thái trước khi mang thai, và cô có thể cảm nhận thiên tính của người mẹ rằng cô không còn mang trong mình thứ gì nữa cả. Cô ta hét lên kinh hãi tột độ khi phát hiện ra điều kinh dị này. Không thể nào tin nổi. Thứ gì?
đã làm ra điều tồi tệ này. Người phụ nữ trẻ đó vừa có một cuộc chạm trán với SCP-5201. SCP-5201 là một phân loài bản địa hình người có nguồn gốc từ Philippines, được đặt tên khoa học là Homo sapiens visceralis, nhưng được biết đến với nhiều tên địa phương trên khắp quần đảo Philippines, bao gồm Aswang, Tiktik hoặc đơn giản là kẻ hút nội tạng. Nhưng cái tên chứ danh nhất là Mananangan. Ban ngày, một mẫu vật SCP-5201 sẽ có hình dáng trông giống người bình thường. Nhìn thoáng qua, không có cách thức hiệu quả nào có thể lập tức phân biệt mẫu vật SCP-5201 với một thành viên bình thường của họ Homo sapiens. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tổ chức đã phát hiện ra rõ ràng có tồn tại một số dị thường độc đáo trên võng mạc của SCP-5201. Vì vậy, các đặc vụ này đã phát triển một máy quét võng mạc di động để sử dụng trong việc xác định nhanh các mẫu vật SCP-5201. Dễ dàng phân biệt SCP-5201 với người bình thường hơn vào ban đêm, khi nó trải qua sự biến đổi kỳ lạ và đáng kinh ngạc. Từ phần lưng của nó sẽ xòe ra một cặp cánh có màng da, giống như rơi. Càng đáng kinh ngạc hơn là phần thân của nó sẽ tách ra làm hai. Thân trên của nó sau đó sẽ bay đi để tìm kiếm con mồi, phần ruột lơ lửng trong không khí theo sau. Trong khi đó, phần thân dưới của nó lại ẩn giấu ở một vị trí an toàn cho đến khi SCP-5201 kết nối lại. SCP-5201 sẽ tìm kiếm con mồi là nhân loại, rất có khả năng là dựa trên khứu giác nhạy bén. Và một khi đã lựa chọn được nạn nhân, nó sẽ hạ xuống từ mái nhà và rồi sau đó truyền cái lưỡi dài bất thường tựa như cái ống vào ngôi nhà bên dưới để ăn con mồi. SCP-5201 săn mồi bằng cách đưa thân lưỡi của nó vào miệng của các nạn nhân xui xẻo đang ngủ mê và dễ dàng hút các cơ quan nội tạng của họ ra, kiểu như khi bạn hút soda của ống hút. SCP-5201 sẽ vui vẻ ăn gan, dạ dày và ruột non của con người, nhưng món ăn khoái khẩu của nó là thai nhi. Đến nỗi các mẫu vật SCP-5201 đang ngụy trang trong hình dạng con người thường cũng có thể nhận biết vì xu hướng chảy nước dãi của chúng khi nhìn thấy phụ nữ mang thai. SCP-5201 nổi danh tại địa phương. Người dân bản địa sống trong nỗi sợ hãi về các cuộc tấn công ban đêm bởi Mananangan đáng sợ. Điều thú vị là SCP-5201 có thể được đẩy lùi bởi các thánh vật thiêng liêng của các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, như hạt hoa hồng hoặc thánh giá, hoặc có thể cắm xuyên qua tim chúng bằng những chiếc cọc tre vót nhọn, rất giống với các phương tiện được sử dụng để chống lại ma cà rồng trong văn hóa dân gian phương Tây. SCP-5201 đặc biệt dễ bị tổn hại khi phần thân trên của nó đang ra ngoài săn mồi. Vì vậy, nó sẽ luôn hết sức cẩn thận để che giấu phần thân dưới bị bỏ lại của nó ở một vị trí bí mật và an toàn nhất có thể. Nếu có thể tìm thấy phần thân dưới đang ẩn núp đó, bạn có khả năng tiêu diệt SCP-5201 bằng cách rắc các loại gia vị như tỏi, muối hoặc giấm, hoặc thậm chí là cho hoặc nước tiểu lên phần nội tạng lộ ra đó. Điều này sẽ gây ra một phản ứng bất thường mà các nhà nghiên cứu của tổ chức vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nó sẽ ngăn cản hai nửa tái hợp trở lại. Nếu hai nửa của Mananangan không thể tái hợp trước bình minh, ánh sáng mặt trời sẽ giết chết sinh vật này. Nếu không, cũng có thể đẩy lùi 5201 bằng cách sử dụng roi chuyên dụng được chế tạo từ đuôi cá đuối. Hiện có một số phiên bản SCP-5201 thuần hóa chưa được tiết lộ được đặt tại cánh quản thúc động vật của địa điểm 235, bởi vì loài này đã được biết đến có đặc tính ăn thịt đồng loại. Mỗi mẫu vật được đặt trong phòng quản thúc cá nhân riêng biệt của nó. Mặc dù có những lo ngại về mặt đạo đức và hậu cần khi cho SCP-5201 ăn nội tạng người, tổ chức đã phát hiện ra rằng SCP-5201 vẫn có thể dễ dàng phát triển dù là với chế độ ăn uống là động vật có vú, miễn là con non có khối lượng trên 1 kg. Heo con cho đến nay đã được chứng minh là lựa chọn hiệu quả nhất về mặt chi phí và có sẵn, nhưng có thể thay thế các loài khác khi cần thiết. Tất cả các lối vào phòng chứa SCP-5201 phải được canh giữ bởi ít nhất 2 nhân viên cấp 2, được trang bị roi cá đuối, thánh giá hoặc một số vật thể khác được chứng minh khả năng gây tổn hại cho SCP-5201. Không giống như con người, SCP-5201 có một quá trình sinh sản vô tính dị thường. Thân dưới có thể tái tạo một thân trên mới thông qua một quá trình tương tự như tái sinh phần cơ thể được quan sát thấy ở thằn lằn. Phần thân trên bị đứt của một SCP-5201 sẽ để lại phía sau thân dưới của mình để tìm kiếm một nhân loại giới tính nữ tương thích. SCP-5201 sẽ tấn công và tiêu diệt con người này, chiếm lấy thân dưới của cô ta làm của nó, xịt cho, nước tiểu hoặc gia vị và các bộ phận tiếp xúc của thân dưới sẽ giúp ức chế quá trình này và ngăn chặn khả năng sinh sản hiệu quả. Không rõ nguồn gốc chính xác của SCP-5201 ở đâu. Mặc dù sinh vật này là loài đặc hữu trên khắp Philippines và các ghi chép lịch sử chỉ ra rằng nó đã cư trú trên quần đảo sớm nhất là vào những năm 1500, khi nó lần đầu tiên được mô tả bởi các thủy thủ Tây Ban Nha tới quần đảo. Nhưng di cốt hóa thạch và xét nghiệm di truyền chỉ ra rằng nó thực sự là một loài xâm lấn đến từ bên ngoài quần đảo Philippines. SCP-5201 hiện được cho là đã tuyệt chủng trong tự nhiên sau những nỗ lực xóa sổ của tổ chức vào những năm 1990.
Vấn nạn SCP-5201 tấn công tràn lan vào đầu những năm 90 đã thúc đẩy tổ chức SCP hợp tác với Ủy ban siêu nhiên của Philippines và Liên minh huyền bí toàn cầu để thực hiện hành động ngăn chặn SCP-5201 lây lan sang các quốc gia khác. Được đặt tên là dự án Deep Sea, hoạt động này liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo các thành phố lớn của Philippines, tài trợ cho các chiến dịch tuyên truyền để loại bỏ SCP-5201 như một sản phẩm của một truyền thuyết dân gian và đô thị, và cuối cùng là thuần hóa những mẫu vật SCP-5201 còn sống để nghiên cứu về sự tái tạo tế bào. Vì bản tính hung hăng và sự thèm khát của nó đối với thịt người, các mẫu vật SCP-5201 thường xuyên cố gắng vi phạm sự quản thúc. Do đó, nó đã được chỉ định vào lớp phân loại Euclid, và trong khi tổ chức SCP đã cố gắng hết sức để loại bỏ mối đe dọa SCP-5201 trong tự nhiên, không có gì đảm bảo rằng một vài mẫu vật của con quái vật hung dữ này có thể đã lọt qua các vết nứt và thậm chí có thể lan rộng khắp thế giới rộng lớn, thì không riêng gì ngôi nhà Philippines. Tốt hơn hết thì bạn nên lục soát kỹ càng phòng ngủ của mình vào ban đêm trước khi đi ngủ để xem có bất kỳ vết nứt hoặc lỗ hổng đáng ngờ nào không, bởi vì chẳng có nhiều thứ khó chịu hơn việc thức dậy khỏi những giấc mơ bồn chồn và thấy trong cổ họng của mình kẹt cứng bởi một cái lưỡi nhầy nhụa. Bây giờ hãy xem thêm một mục khác từ các câu sơ của tiến sĩ Bob, như SCP-1013, Kỳ Đà Quái Vật, một câu chuyện khác rất đỗi chân thật về một con quái vật thần thoại. Và bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký một thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.